Sau thất bại trong trận tranh siêu cúp Đức, Bayern Munich quyết tâm cao độ khi hành quân đến sân của Werder Bremen trong trận ra quân Bundesliga mùa giải mới. Ngay phút thứ tư, Bayern tổ chức một cuộc phản công nhanh. Harry Kane kiến tạo cho Leroy Sané bằng súng dứt điểm khai thông thế bế tắc. Chơi lấn lướt hoàn toàn nhưng phải mãi 70 phút sau, Bayern Munich mới có bàn nhận được cách biệt. Người ghi bàn là tân binh Harry Kane sau đường kiến tạo của Alphonso Davies. Những phút cuối trận, Bayern có thêm hai bàn thắng nhờ công của Leroy Sané và Mathis Tel. 4-0 cũng là kết quả cuối cùng nghiêng về phía Bayern. Những nhà đương kim vô địch ra quân thành công ở đấu trường quốc nội và điều quan trọng là tân binh đắt giá của họ Harry Kane đã cho thấy một sự hòa nhập tuyệt vời. Tại vòng 2 của Saudi Pro League, Al Nassr có cuộc tiếp đón Antwerp trên sân nhà. Sau một trận vắng mặt vì chấn thương, Ronaldo đã trở lại đội hình xuất phát. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng Al Nassr lại bất ngờ để thủng lưới trước ngay phút 20. Đội chủ sân KSU đã tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn để gỡ hòa. Nổi bật nhất là cú sút trúng cục dập của Ronaldo trong thời đối mặt với thủ môn. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn không thể chọc thủng lưới của Antwerp. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Al Nassr đã phải trả giá. Ở phút 90+6, Ahmed Bouzaïd ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách. Để thua trắng ngay trên sân nhà khiến Al Nassr vẫn chưa có điểm số nào tại Saudi Pro League mùa này và rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng. Sky đưa tin Man City đã hoãn thương vụ chiêu mộ Lucas Paqueta. Tuần trước có thông tin Man City đã đưa lời đề nghị 70 triệu bảng, tuy nhiên West Ham đã từ chối và họ đòi hỏi khoản phí vượt 80 triệu bảng cho tiền vệ người Brazil. Fabrizio Romano sau đó cho biết Man City đã cố gắng thử lại một lần nữa để xem có thể cố gắng níu kéo Paqueta hay không. Tuy nhiên theo cập nhật mới nhất từ phóng viên Cabezoego của Sky, việc Man City chiêu mộ Lucas Paqueta đang bị hoãn lại. Tình hình có thể thay đổi nhưng 90% khả năng thương vụ này sẽ không xảy ra. Lucas Paqueta có điều khoản mua Đức trị giá 85 triệu bảng, nhưng nó chỉ được kích hoạt vào mùa hè sau. Huấn luyện viên David Moyes được cho là không muốn bán Paqueta vào lúc này, do thấy rằng họ không đủ thời gian để mua một tiền vệ khác phù hợp. Sportzone loan tin, câu lạc bộ Al Ittihad của Ả Rập Xê Út đã liên hệ với phía trung vệ của Man United Raphael Varane về việc đến chơi bóng tại Ả Rập Xê Út. Có thông tin cho rằng hai ngôi sao đồng hương là Benzema và Kanté đã đến Al Ittihad trước, đang cố gắng chèo kéo Varane đến chơi bóng cùng họ ở Trung Đông. Tuy nhiên, tin vui cho Man United và Erik ten Hag là Raphael Varane được cho là đã từ chối vì vẫn còn muốn chơi bóng ở châu Âu ít nhất thêm một năm. Varane cũng là người ghi bàn thắng duy nhất cho Man United trong trận ra quân trước Wolverhampton. Trung vệ người Pháp gia nhập từ Real Madrid vào mùa hè 2021 và anh còn hợp đồng đến năm 2026. Cách đây ít giờ, PSG đã công bố danh sách 21 cầu thủ tham dự trận đấu với Toulouse thuộc vòng 2 Ligue 1. Điểm nhấn đáng chú ý là sự góp mặt của Kylian Mbappe. Trước đó trong trận mở màn gặp Lorient, Mbappe đã không có tên trong danh sách đăng ký. Tiền đạo người Pháp đã theo dõi trận đấu này trên khán đài. Ban đầu PSG đe dọa sẽ để Mbappe ngồi dự bị cả mùa sau khi tiền đạo này từ chối ký hợp đồng mới và không chịu ra đi trong mùa hè này. Nhưng trong tuần qua, cả hai bên tìm được tiếng nói chung. Theo lời Quip, Mbappe vẫn kiên quyết không ký hợp đồng mới nhưng chấp nhận hy sinh 150 triệu euro tiền thưởng để được ra sân thi đấu. Chưa rõ thỏa thuận giữa Mbappe và PSG, chỉ biết rằng tiền đạo này đã trở lại tập luyện cùng với đội hình chính trong tuần vừa qua. Huấn luyện viên Luis Enrique cũng tỏ ra rất vui mừng khi có sự trở lại của Kylian Mbappe. Man United sẽ đụng độ với Tottenham Hotspur vào lúc 23:30 đêm nay. Trận đấu diễn ra trên sân nhà của Spur thuộc khuôn khổ vòng 2 Premier League. Trước trận làm khách đầu tiên của Man United mùa này, huấn luyện viên Erik ten Hag đã báo tin vui về Lisandro Martinez. Huấn luyện viên người Hà Lan cho hay Martinez đã bình phục chấn thương, vì vậy anh đã sẵn sàng thi đấu trước Tottenham Hotspur. Cậu ấy đã trở lại tập luyện vào thứ năm, cho nên tôi nghĩ cậu ấy sẵn sàng cho trận đấu này. Sở dĩ thông tin về Lee Chao được quan tâm đặc biệt bởi hậu vệ 25 tuổi gặp chấn thương nhẹ ở trận ra quân gặp Wolverhampton. Do đó, Lisandro Martinez phải rời sân, nhường chỗ cho Lindelof ngay sau hiệp 1. Thông tin Martinez không chấn thương nặng là tín hiệu đáng mừng với Man United. Bởi lẽ, trung vệ người Argentina là một trong những cầu thủ rất quan trọng trong đội hình chính. Sau sự ra đi của Azpilicueta, Reece James đã được trao chiếc băng đội trưởng của Chelsea. Tuy nhiên, chưa kịp tận hưởng niềm vui thăng chức, hậu vệ người Anh đã gặp chấn thương ngay đầu mùa giải mới. Reece James gặp vấn đề về cơn kheo trong lúc tập luyện. Anh đã phải rời sân ở phút 76 ở trận hòa Liverpool trong vòng đấu mở màn. Hôm nay, Chelsea xác nhận Reece James chính thức bỏ lỡ trận đấu với West Ham để bắt đầu quá trình hồi phục
sau khi đánh giá những bài tập và cả chấn thương gặp phải. Khi được hỏi về việc Reece James sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu, Pochettino phát biểu: "Không chỉ vài ngày đâu, tôi nghĩ cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài ít nhất là vài tuần. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề quá lớn với chúng tôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là tập luyện thật chăm chỉ, sung sức và mạnh mẽ hơn trước." Cách đây ít giờ, Aston Villa thông báo hoàn tất việc ký hợp đồng với Nicolò Zaniolo. Tiền vệ người Ý gặp bến đồ chủ sân Villa Park theo dạng cho mượn từ Galatasaray. Roma trở thành bến đồ giúp Zaniolo nâng tầm sự nghiệp. Tuy nhiên, mối quan hệ cơm không lạnh, canh không ngọt với Mourinho đã đẩy Zaniolo rời Roma. Tổng cộng Zaniolo có 94 trận ra sân trong mùa áo Roma, vô địch Europa Conference League. Zaniolo từng được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A mùa 2018-2019. Tiền vệ 24 tuổi chia tay đội bóng thủ đô nước Ý để cập bến Galatasaray trong phiên chợ mùa đông mùa giải vừa qua. Aston Villa hứa hẹn sẽ là bến đỗ giúp Zaniolo có cơ hội chơi tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh Premier League. Thời gian qua, nhiều nguồn tin tiết lộ Manchester United coi Sofian Amrabat là mục tiêu hàng đầu cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Man United được cho là đã bắt đầu triển khai thương vụ này sau khi họ có thành công Rasmus Højlund. Fabrizio Romano cũng khẳng định Sofian Amrabat rất háo hức cho viễn cảnh được chơi bóng tại Old Trafford. Khi đó, quỹ đỏ chỉ cần đáp ứng giá của Fiorentina là thương vụ được thông qua. Tuy nhiên đến thời điểm này, thương vụ vẫn chưa có bất kỳ sự tiến triển nào. Thậm chí xuất hiện thông tin cho rằng Man United đã chuyển hướng sang Ryan Gravenberch của Bayern Munich. Chính giám đốc Daniele Prade của Fiorentina xác nhận: "Tình hình rất rõ ràng, Amrabat muốn gia nhập một câu lạc bộ hàng đầu và chúng tôi cũng muốn cậu ấy vui lòng. Tuy nhiên, nếu không nhận được lời đề nghị chuyển nhượng nào, cậu ấy sẽ ở lại với chúng tôi. Chúng tôi không sở hữu một cầu thủ nào có phẩm chất tương tự như Amrabat." Như vậy, Fiorentina chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào từ Man United dành cho Amrabat. Đó là lý do tiền vệ người Maroc vẫn đang mòn mỏi chờ đợi Man United.